Đội tuyển Việt Nam đã chốt danh sách 25 cầu thủ sang Ả Rập Xê Út để tham dự trận đấu đầu tiên thuộc vòng loại thứ 3 World Cup. Ngoài Lê Tiến Anh, cái tên khiến người hâm mộ bất ngờ hơn cả là trường hợp của Hồ Tuấn Tài, người phải dành phần lớn thời gian của mùa giải năm nay để điều trị chấn thương. Hãy cùng xem video này để hiểu lý do vì sao thầy Park lại đặt niềm tin vào trung phong của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Hồ Tuấn Tài sinh ngày 16 tháng 3 năm 1995 tại Nghệ An. Sinh ra trên một mảnh đất giàu truyền thống bóng đá, Tuấn Tài đã bộc lộ được tài năng của mình từ khi còn rất trẻ. Không ngạc nhiên khi trung phong sinh năm 1995 là nhân tố chủ chốt ở các lứa trẻ của Sông Lam Nghệ An, cũng như chiếm một vị trí vững chắc trên hàng công của các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Việc được lên chơi tại đội 1 của đội bóng xứ Nghệ khi mới 20 tuổi đã nói lên được tiềm năng của Tuấn Tài khi chơi ở vị trí tiền đạo cắm, nơi rất khắc nghiệt tại giải bóng đá số 1 Việt Nam khi các đội thường xuyên dành sự ưu tiên của mình cho ngoại binh. Tuy nhiên, khi đã bắt đầu khẳng định được vị thế của mình trong đội hình của đội bóng xứ Nghệ, Tuấn Tài lại trải qua biến cố vô cùng lớn khi anh có một kỳ SEA Games 29 vô cùng thất vọng. Việc phải nghỉ phần lớn mùa giải 2017 bởi lý do chấn thương đã ảnh hưởng lớn đến phong độ và cảm giác của chân sút sinh năm 1995 ở giải đấu đó. Dù vậy, sau khi trải qua một năm 2018 tương đối chật vật, Tuấn Tài đã trở lại vô cùng mạnh mẽ trong hai năm 2019 và 2020 để trở thành một trong những cây săn bàn chủ lực của đội bóng xứ Nghệ. Phong độ ấn tượng của chân sút 26 tuổi đã giúp anh cập bến đội bóng giàu tiềm lực câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở đầu mùa giải năm nay. Dù chưa thể hiện được nhiều điều, nhưng tố chất của một tiền đạo hàng đầu là điều Tuấn Tài không bao giờ thiếu. Khả năng sút tốt bằng cả hai chân cùng với việc chọn vị trí và chạy chỗ khôn ngoan là điểm mạnh của tiền đạo sinh năm 1995. Chắc hẳn thầy Park đã ghi nhận được những ưu điểm này của Tuấn Tài để điền tên anh vào danh sách 25 tuyển thủ sang Ả Rập Xê Út. Hy vọng nếu có cơ hội được thể hiện bản thân, chân sút 26 tuổi sẽ biết nắm bắt để giúp thầy Park yên tâm hơn khi đặt niềm tin vào mình. Trước khi khép lại video, hãy cùng thưởng thức 5 bàn thắng ấn tượng của Tuấn Tài trong mùa giải cuối cùng tiền đạo này khoác áo đội bóng xứ Nghệ các bạn nhé. Tình huống không hiểu nhau. Một cơ hội, Hồ Tuấn Tài. Vào! Tỷ số đã sang bằng 1-1. Sai lầm bất ngờ của cầu thủ Quảng Nam. Và Sông Lam Nghệ An đã có bàn thắng. Pha ghi bàn đầu tiên của Hồ Tuấn Tài ở V-League 2020. Một sai lầm rất bất ngờ. Và cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã tận dụng rất nhanh. Đó là bàn thua rất đáng tiếc của đội chủ nhà Quảng Nam. Hồ Tuấn Tài là em họ của ngôi sao Phạm Văn Quyến. Ba mùa giải gần đây, Tuấn Tài luôn là cầu thủ quan trọng của câu lạc bộ xứ Nghệ. Chúng ta xem lại pha dứt điểm của Hồ Tuấn Tài. Pha dứt điểm rất tốt. Một pha kết thúc gọn gàng. Tốc độ của Văn Vê. Đường chuyền hơi mạnh của Văn Vĩ. Rất đáng tiếc. Lại là một pha phản công của Sông Lam Nghệ An. Rất hay. Những màn đôi công rất hấp dẫn. Thôi! Đến với Sông Lam Nghệ An. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không còn lợi thế dẫn bàn của mình. Một pha phản công trực diện rất nhanh của Sông Lam Nghệ An. Phạm Văn Đức có cơ hội dứt điểm nhưng anh đã đưa bóng sang rất thuận lợi cho Hồ Tuấn Tài. Tỷ số bây giờ là 1-1. Cuối cùng thì sau những sức ép dồn dập của mình thì Sông Lam Nghệ An đã có được bàn san bằng tỷ số. Pha lập công thứ hai của Hồ Tuấn Tài dành cho Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Chỉ có một mình Hoàng Lâm. Phan Văn Đức thoát xuống rất nhanh và chơi cũng rất đồng đội. Khoảng trống là rất lớn dành cho Tuấn Tài. Một pha bóng cực kỳ đồng đội của Phan Văn Đức. Và chuyền bóng cũng rất tốt của Odiegechi. Niềm vui của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An chắc chắn sau bàn thắng của Tuấn Tài.
1-0 cho Sông Lam Nghệ An. Pha ghi bàn của Tuấn Tài. Hồ Tuấn Tài ghi bàn trong 3 trận đấu liên tiếp. Pha lắc đầu đầy cảm giác của Hồ Tuấn Tài. Nguyên Mạnh đã phải vào lưới nhặt bóng sau pha dứt điểm hiểm hóc của đồng đội cũ Hồ Tuấn Tài. Không mở rộng ra, cứ đi lặn lại. Cứ đi lặn lại nhá. Chào em. Pha truyền vào từ cánh phải rất chính xác của Đình Tiến. Tiền vệ phải Đình Tiến đã truyền vào rất chuẩn xác và Tú Tài đáp lễ với pha đánh đầu quá đẹp. Hồng Sơn, không có tình huống phạm lỗi của Sĩ Sầm và trận đấu vẫn đang tiếp tục diễn ra. Hồ Tuấn Tài qua điều hòa phía sai, 1-0 cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Cơn khát bàn thắng của Hồ Tuấn Tài đã chấm dứt kể từ thời điểm phút thứ 21 của trận đấu này. Đây là bàn thắng thứ 4 của số 10 Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay. Tình huống bắt đầu ở khu vực giữa sân khi mà Hồ Sĩ Sầm giành lại bóng trong chân của Nguyễn Hồng Sơn. Một tình huống phát động tấn công rất nhanh. Hồ Tuấn Tài đối diện với Hoàng Vĩ Sài. Sức trẻ của Hồ Tuấn Tài đã chiến thắng kinh nghiệm của Hoàng Vĩ Sài. Rất cơ bản, khống chế một nhịp, tung ra cú cứa lòng và góc xa của Minh Nhật. Và vậy là Sông Lam Nghệ An đã dẫn trước Quảng Nam ở phút thứ 21 của trận đấu. Bóng lại thuộc về Sông Lam Nghệ An. Phạm Văn Đức rất kỹ thuật. Tuấn Tài, hay không? Một cú đúp của Hồ Tuấn Tài. 3 trận tịt ngòi, nhưng đến ngày hôm nay thì Hồ Tuấn Tài đã có được 2 bàn thắng ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên. Thua trận đấu này thì khoảng cách với những đội bóng xếp trên sẽ ngày một xa dần, và cơ hội trụ hạng của câu lạc bộ Quảng Nam sẽ bị hạn chế hơn rất nhiều. Công đầu thuộc về Phạm Văn Đức, xử lý rất gọn trong không gian hẹp. Và cùng với đó là tình huống đặt lòng chuẩn xác của Hồ Tuấn Tài. Một bàn thắng bằng chân trái và bàn thắng bằng chân phải. Cả hai lần Hồ Tuấn Tài ghi bàn thì thủ môn Minh Nhật không có lấy một cơ hội để cản phá. Kỹ năng xử lý bóng rất hay của Phạm Văn Đức, nó khiến cho cả Huỳnh Tấn Sinh và Hoàng Vĩ Sài bối rối.